Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn cái kích thước của cái trụ cầu thang này các bạn nhé. Chiều dài của nó là bao nhiêu hả anh? Chiều cao của nó là 1m3. 1m3 đúng không? Cái này để lắp cầu thang kính hay cầu thang gỗ hả anh? Đây, cầu thang kính. 1m35, 1m3 là thường là cầu thang kính, còn cầu thang gỗ là 1m2 thôi đúng không? 1m25 thôi đúng không? Đúng. Rồi. Cái này là trụ cầu thang gọi là lục giác đúng không anh? Thế gốc của nó bao nhiêu đây? Anh đo xem gốc của nó bao nhiêu đây? Đường đục này 13 à, 12. 12 à? Gốc 12 này. Gốc đục 12, gốc 35. Đục 12, gốc 35. Các bạn xem kỹ nhá. Đục 12, gốc 35. Mình đã đo cho các bạn về chiều cao của trụ rồi. Trụ này là trụ cầu thang gỗ lim Nam Phi. Các bạn lắp cầu thang kính hay các bạn lắp cầu thang gỗ, các bạn báo cho mình nhá. Mẫu như mà mình đang quay video là mẫu MS01. Giá bán của nó là 2.500.000 giá tại cửa hàng. Để giao dịch trên toàn quốc, các bạn cần phải chuyển khoản tiền tới tài khoản cá nhân của Vân Nguyễn trước. Chuyển đủ 2.500.000. Phí ship hàng là do các bạn thanh toán. Giá này là giá bên mình bán tại cửa hàng thôi các bạn nhé. Trụ bằng gỗ lim Nam Phi, mẫu MS01. Trụ này là trụ bát giác gốc 35 các bạn nhé. Bên mình sẽ không gửi ảnh cho các bạn, cho từng người một, cho từng số Zalo một, mà bên mình sẽ quay video cho các bạn trên từng video trên YouTube để các bạn xem. Các bạn ưng mẫu nào thì các bạn báo mẫu đó, là bên mình sẽ lấy cái mẫu MS01 hay MS02 hay MS03 thì tùy từng video mà mình sẽ báo. Bởi vì là trên toàn quốc khách hàng đòi xem hàng rất là nhiều, có khi hỏi một thôi một hồi xong rồi không mua gì cả, rất là mất thời gian. Chi tiết nhất là bên mình quay video trực tiếp báo mẫu sản phẩm, báo giá. Để giao dịch là chuyển khoản trực tiếp. Nếu không muốn chuyển khoản thì bên mình không còn cách nào khác. Các bạn tin tưởng thì các bạn mua thôi. Chứ rất nhiều người nói với mình rằng là thế chuyển khoản xong rồi thì cái người bán mất hút thì sao. Xin lỗi các bạn, cái thời buổi mà chuyển khoản xong rồi mất hút nó đã qua rất là lâu rồi. Và hơn nữa, kênh của Vân là một cái kênh rất là uy tín, xưởng cũng rất là uy tín luôn. Dạ. Anh rẽ vào đây chở hàng cho em đi. Đây, khách lấy đây rồi. Lùi xe vào đây. Các bạn biết không nhá, khách người ta đến tại nhà, người ta mua, người ta giao dịch thường xuyên rất là nhiều luôn. Chẳng qua là Vân mở thêm kênh bán hàng online cho mọi người, để mọi người ở xa mọi người vẫn có thể mua được. Chứ mọi người cứ nói rằng là thế anh chuyển khoản cho em xong thì em mất tích thì sao. Vân không ở mất tích với mấy triệu. Vân kinh doanh hàng tiền tỷ bạc, Vân không ở Vân mất tích với mấy triệu đâu các bạn nhá. Nên là các bạn nói với câu đấy với Vân, Vân cảm thấy rất là mất lòng. Và Vân thực sự muốn cúp máy ngay với những người nói chuyện với Vân kiểu như thế các bạn nhé. Đấy, nên là ngày hôm nay vì mọi người có nhu cầu về trụ cầu thang rất là nhiều, nên Vân trực tiếp quay một mẫu và đánh mã số luôn cho các bạn xem. Mã số MS01 với giá bán là 2.500.000 và chuyển khoản trực tiếp luôn các bạn nhé. Giao hàng vận chuyển là các bạn tự trả phí vận chuyển. Mình có thể gửi xe ô tô cho các bạn, gửi bưu điện cho các bạn đều được. Alo à? Chờ em một chút, em đang giao nốt cái hóa đơn này nhá. Xong rồi em khác gửi ảnh cho. Chỉ có duy nhất một mẫu thôi, không có nhiều mẫu để gửi nhiều mẫu đâu anh ạ. Nhá, vâng. Vâng. Mà lúc nãy anh bảo em gửi ảnh ngay về cái gì nhỉ? Cái loại đấy thì đúng là có nhiều mẫu, nhưng cái túi mềm mà dạng như vải bạt ấy thì nó lại ít. Vải bạt chỉ có duy nhất một mẫu thôi, còn cái mà dạng hộp thì đầy các loại mẫu luôn. Rồi rồi, chờ em chút nhá. Dạ. Có, cầm cho cháu tiền về. 800.000 cầm về luôn nhá. Số điện thoại của khách ở trên mặt gỗ rồi nhá.
Cái này là chỉ có 2 hộp và 2 thanh khuôn thôi, ngoài ra không có cái gì nữa. Không, cái này là của người khác, cái này của cái bạn nam sáng nay mới mua. 2 hộp và 2 thanh khuôn. Cầm về 800. Cầm về 800 cho em nhá. Xe bắt đầu xuất bến, bye bye. Các bạn nhá, mình nhắc lại cái giao dịch để có thể thành công được. Xưởng gỗ của nhà Vân Nguyễn các bạn nhé, nên là các bạn có thể yên tâm, hoàn toàn yên tâm. Mẫu trụ này là mẫu trụ MS01, các bạn quan sát kỹ nhé. Quan sát kỹ và các bạn yêu thích sản phẩm thì các bạn có thể đặt hàng bằng cách gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại đang hiện ở trên màn hình. Bên Vân sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn, hoặc gửi hàng qua các bến xe cho các bạn. Nhớ là gửi hàng đến tận nơi hay gửi hàng bến xe thì phí ship xe hay phí ship bưu điện là do các bạn thanh toán. Phí ship bưu điện thì bên mình sẽ phải đóng cái ba led để cho nó vuông thành sắc cạnh, khi mang vận chuyển đi thì nó mới không bị dập nát hay bị vỡ được các bạn nhé. Vì cái này nó rất là nặng, bên bưu điện người ta vận chuyển thì nói thật với các bạn, mấy lần gửi qua đường bưu điện vận chuyển rồi, nếu không đóng ba led thực sự không tồn tại được luôn các bạn ạ. Nếu mà mất công đóng ba led cho các bạn thì mất thêm 100.000 tiền đóng ba led, còn vận chuyển qua đường bưu điện người ta lấy cước phí lên tới 400.000 cho một chiếc trụ này cơ. Nên là các bạn cố gắng, nếu muốn vận chuyển thì hãy vận chuyển qua các bến xe. Mình gửi hàng bến xe cho các bạn, các bạn lấy hàng ở bến xe, các bạn phải chuyển khoản tiền trước cho Vân nhé. Vân nhắc lại nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.